sau mỗi lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, dù chia tay trong hòa bình hay vì lý do kém vui thì nhiều sao Việt đã có sự thay đổi đáng kể về mặt ngoại hình. Bên cạnh những ngôi sao làm mới phong cách và trở nên gợi cảm hơn thì cũng có không ít người tăng cân chóng mặt hoặc kém sắc vì dính nghi án giao kéo. Tuy nhiên sau đó, họ đã lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống và ngày càng thành công hơn. Hòa Minh đi sau khi chia tay Công Phượng, Hòa Minh đi khiến công chúng phải ngỡ ngàng vì vẻ ngoài thay đổi quá nhiều. Nữ ca sĩ Bắc Ninh thừa nhận cô đã tăng 10kg nên để lộ rất nhiều khuyết điểm khi mặc những trang phục bó sát. Trên Instagram, Hòa Minh đi từng chia sẻ rằng, mấy ngày nay, mình không dám ăn gì, chỉ ăn rau bữa trưa, sáng tối không ăn cơm hay tinh bột, chất béo. Mình đang rất cố gắng để có thể đẹp nhất khi lên hình, nhưng cái gì cũng từ từ, mình cũng phải có sức làm việc. Bên ngoài nhìn, ai cũng khen và bảo giữ như vậy đừng giảm nữa, nhưng không thể hiểu sao khi lên hình vẫn béo. Và mình tự có ý thức cần tiếp tục thay đổi. Do quá buồn rầu vì bị chê béo, Hòa Minh đi đã khóa Facebook cũng như ngừng đăng ảnh trên mạng xã hội để tập trung cho việc giảm cân. Sau thời gian nỗ lực, nữ ca sĩ đã lấy lại được vóc dáng thon thả và chăm chỉ chụp hình gợi cảm hơn. Đặc biệt, khán giả còn phát hiện cô đã xóa hình xăm tên tình cũ trên ngực và dần hé lộ hình ảnh bạn trai mới. Theo nguồn tin thân cận, bạn trai mới của Hòa Minh đi tên là Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1987. Anh không hoạt động trong giới nghệ thuật mà đang giữ chức tổng giám đốc công ty phân bón của gia đình. Hiện cả gia đình anh đang ở trong một căn biệt thự hoành tráng, sang trọng và sở hữu những chiếc xe sang đắt đỏ. Trên trang cá nhân, ngoài những hình ảnh về công việc thì Minh Hải cũng thường xuyên chia sẻ về những chuyến du lịch và những món quà đắt tiền do anh chàng tự sắm hoặc mẹ tặng. Sau khi công khai tình cảm, Hòa Minh đi gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó có những người cho rằng cô đang quá MV nên cố tình để người yêu lộ diện lúc này với mục đích PR. Hoàng Oanh cách đây không lâu, nam diễn viên Huỳnh Anh khi phân trần lý do đến một buổi ghi hình khiến Việt Hương cùng ekip gần 100 người phải chờ đợi đã cho biết, anh ảnh hưởng tâm lý sau khi chia tay. Hoàng Oanh, dù mới yêu nhau 3 năm nhưng hình ảnh thân thiết như hình với bóng của Huỳnh Anh và Hoàng Oanh từ lâu đã được khán giả quen thuộc và gần như mặc định họ sẽ về chung một nhà. Sau lùm xùm chuyện tình cảm, Hoàng Oanh đã có những thay đổi đáng kể về ngoại hình. Cùng với việc tham gia phim điện ảnh Tháng Năm Rực Rỡ, Hoàng Oanh đã cắt ngắn mái tóc quen thuộc. Bên cạnh đó, cô cũng ăn mặc gợi cảm hơn xưa và thường xuyên nhận được vô số lời khen ngợi vì style cá tính. Khi Á hậu Tú Anh thông báo hỷ sự, câu chuyện tình cảm của hôn phu cô lại được nhắc đến cùng tên Văn Mai Hương. Nhiều người bàn tán, Á quân VS Nam Idol 2010 khá đen đủi vì sau khi chia tay mối tình 3 năm với Lê Hiếu, cô vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc. Trải qua những đổ vỡ tình yêu, dễ dàng nhận ra sự thay đổi về ngoại hình của Văn Mai Hương. Từ một cô gái dễ thương khi mới vào showbiz, Văn Mai Hương sau đó nhuộm màu rồi cắt tóc ngắn cá tính. Làn da và vóc dáng của cô cũng có sự lột xác mạnh mẽ, từ đen nhẻm mũm mĩm đến thon thả và trắng nõn nà. Có nhiều người ủng hộ sự lột xác mạnh mẽ này của nữ ca sĩ, tuy nhiên cũng không ít ý kiến cho rằng phong cách mới này không phù hợp với vẻ ngoài của cô. Thu Thủy những ngày gần đây, Thu Thủy thường xuyên cập nhật hình ảnh mới kèm theo dòng status tâm sự về cuộc sống, triết lý sống. Sau khi chia sẻ chuyện ly hôn với chồng sau 17 năm từ lúc yêu đến cưới, nữ ca sĩ nhận được nhiều sự cảm thông của khán giả. Thời gian sau, cô tái xuất showbiz với hình ảnh khác hẳn thời còn hát trong nhóm EXATER. Vẫn đôi mắt to tròn nhưng gương mặt của Thu Thủy bị cho là thiếu tự nhiên với mí mắt sưng, sống mũi cao, cằm nhọn vờ lờ ơn. Nhiều người đặt nghi vấn Thu Thủy đã sử dụng dao kéo để tút tát lại vẻ ngoài. Tuy nhiên người đẹp dường như không bận tâm về vấn đề này. Cô vẫn đều đặn tham gia các sự kiện giải trí và thương mại, bắt đầu kinh doanh để lo cho cuộc sống riêng và con trai. Tách, Thu Thủy, Hoa Minh đi, Văn